Vào ngày 27-28 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam Giảng Võ Ba Đình Hà Nội đã diễn ra Lễ hội Văn hóa Nhật Bản Mừng Năm Mới 2015. Lễ hội đặc biệt dành cho những ai yêu thích và quan tâm đến văn hóa Nhật Bản nói chung và văn hóa Yusakoi nói riêng. Lễ hội có gần 40 các gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những món ăn đặc trưng của Nhật Bản và Việt Nam. Bên cạnh đó, tại lễ hội, du khách còn được tham gia các hoạt động chào mừng năm mới của Nhật Bản như bốc quẻ đầu năm, mặc thử trang phục truyền thống yukata, chơi những trò chơi hấp dẫn. Không chỉ có vậy, công chúng còn được hòa chung cùng với vũ điệu truyền thống yusaki hay tham dự vào những chương trình hóa trang thành các nhân vật truyện tranh, hoạt hình của Nhật Bản. Chương trình nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh cho công chúng, đặc biệt là các bạn giới trẻ trong dịp Tết Dương lịch 2015. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.